Lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn á, cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Lâu lâu cái lén lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hung người khác đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em dạ? Vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Mời quý vị chúng ta dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Cao Minh Trí, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu mầm non. Em tên là Phan Thị Thanh Thủy, năm nay em 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy aerobic mầm non. Ủa tụi em cưới nhau hồi nào? Dạ em cưới được 2 năm rồi ạ. Vừa đủ tuổi là đăng ký kết hôn luôn. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 7 tháng ạ. Rồi hai em quen nhau sao kể nghe. Trước đó là em làm nhân viên sale bên công ty điện máy. Thì một ngày đó em đang đi làm. Rồi tới buổi trưa em kiếm quán để nghỉ trưa. Thì em thấy cái quán đó vừa có cơm vừa có nước mía giỏng. Thì em ghé vào nghỉ trưa. Thì quán đó là quán của bà ngoại của vợ em bán. Thì vợ em bán phụ. Thì vô em kêu dĩa cơm để ăn. Mà tự nhiên cô bé bưng dĩa cơm ra dễ thương quá. Chết cười luôn. Rồi em bị sét đánh lúc nào không hay luôn. Rồi sau đó em cứ ngồi nhìn cô đó đi đâu cũng nhìn, đi theo nhìn, làm gì cũng nhìn. Hôm đó khách đông nhiều lắm, cũng có nhiều anh nhìn. Mà không có anh nào mà nhìn mình mà lộ liễu mà nhìn phát mà sợ. Bỏ cơm luôn. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì đi, em qua đây em ngồi đi. Em tái hiện lại cái hình ảnh. Đâu nhìn thử coi, nhìn lùm lùm á. Lúc đó là cái dĩa cơm trước mặt rồi. Đó. Rồi em làm cái gì? Nhìn là phản ứng sao? Nhìn vậy má. Các em hỏi em tên gì dạ? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt giờ. Cái uống hết ly nước mía cái không biết làm sao để kêu bé đó lại cái em kêu ly nữa. Kêu ly nữa mà em làm 3-4 ly vậy luôn á. Bé bán cho bà ngoại á, em thấy tiếp cận bé này không được rồi. Các em đổi chiến thuật qua tiếp cận bà ngoại. Qua bữa sau em ghé tiếp, rồi cả tuần em ghé tiếp. Bà ngoại có nói cái gì về anh này cho em không? Lúc đó thì ngoại nói thằng này cũng được. Nói chung là công ăn việc làm rồi cũng ổn. Có cái chiêu gì mà để bà ngoại mà gì cái ta hay cái ta. Mấy lần sau em ghé mua trái cây qua mời bà ngoại ăn. Xong rồi em cũng ghé tới lui rồi cả tháng. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 Các em mua gấu bông to thiệt to, em tới em làm quà tặng cho bạn gái. Mới tỏ tình là bạn gái anh nha. Rồi xong vợ em mới chịu. Rồi bà ngoại đồng ý. Lấy như ra nó không chịu đâu. Mà tại vì á bữa đó mưa tầm tã, mưa lớn lắm. Ông chạy qua, gấu bông ướt nhẹp rồi. Chỉ có mấy bọc trái cây thôi đó. Có con gấu bông ướt thôi đâu mà người kiếm được cái trái tim của người đẹp như thế này. Dễ gì chưa đâu. Ủa phải không? Chị chưa, chưa. Còn có cái gì nữa không á? Suy nghĩ nè, em phải gọi là nịnh bà ngoại. Dạ. Đúng chưa? Nhiều hơn dạ. Nữa đúng không? Thí dụ, có dạ. Hành động gì? Hay là có thì... một cái việc làm? Dạ, có việc làm cho anh đợi. Đây, nhân viên không công. Vô làm suốt từ bưng ly cho tới rửa ly rồi quét nhà lau nhà rồi phụ, nói chung là coi như là vô làm ô xin luôn. Gần một năm sau mới tới đám cưới. Nội bất xuất ngoại bất nhập, không cho đi đâu hết. Không đi đâu hết. Dạ. Có người là muốn làm gì muốn nói gì ở quán có là mật vụ là bà ngoại. Dạ đúng. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Rồi lâu lâu cái lén lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Đâu. Không có hung cái tiếp theo hung sao nó tái hiện lại được không vậy? Được hết được đó. Vợ mình mà đó dòm tới dòm không có bà ngoại đây cho hung cái không. Mà có đặc biệt một cái chuyện này em nhớ tới bây giờ á là nhà mẹ vợ em có nuôi con chó đó hung dữ, ai đi ngang nó cũng sủa hết trơn á. Cái lần đầu tiên em vô nhà vợ em á, chó nhìn em nó không sủa. Thấy chưa, ông lén ông hung nhiều tới cái mức mà cái mùi của bà này thẩm qua người ông luôn. Rồi ông đi đánh lừa được cái bà chó luôn. Trời đất ơi là... có một lần á là lúc đó là được đi chung á là cha là mẹ em với lại bà ngoại này kia đi đám cưới. Lúc đó thì cũng dành cho hai đứa mày một vé rồi cho đi chung luôn. Xong rồi bữa đó là mẹ mắc gì chuyện công việc gì đó mẹ về sớm. Em với chồng em thì lúc đó cũng nói với mẹ là thôi để ăn xíu rồi, nhưng mà lúc đó là cũng xin về luôn, chạy về tới nhà nhưng mà không về vô nhà mà chạy ra gần cái sân banh gần nhà đó. Lúc đó cái đầu xe ngay sân banh ở trong ta đã banh kệ người ta, ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian, lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi đứng ngoài đường, ai nhìn kệ, tranh thủ được phút nào hay phút đó xong đâu. Rồi
đó là lạ lắm đúng không? Dạ, đó là lần đầu tiên ôm và hôn ngoài đường, còn lại là trong bếp không. Rồi dạ. Tức là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ là khoảng 1 năm. Rồi đám cưới rồi gì? Vui không? Vui lắm anh. Đêm đám cưới đó vui không? Dạ cũng vui. Bất ngờ, nói chung là nói thiệt thì em cũng, nói chung trước giờ em đi làm nhưng em cũng không quen ai trơn á. Em cũng là người yêu đầu tiên chứ trước đó giờ em cũng không quen anh nào hết. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em vậy? Vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Thì xong rồi vậy qua đêm xong tới sáng. Suốt đêm bé nó có hỏi nhiều câu hỏi khó. Dạ khi mà biết rồi thì không hỏi nữa. Chắc có người là xỉu đó. Vừa thấy nó hết hồn xỉu. Rồi sau khi cưới về bây giờ là đã 2 năm chung sống với nhau. Vậy thì bây giờ hai em hãy kể cho anh nghe đi, tật xấu của nhau đi. Vợ em xinh đẹp vậy có tật xấu gì không? Dạ thì cái lớn nhất là tánh còn nít. Nhưng mà trong đó là cái đáng yêu, nói chung là đối với độ tuổi của vợ em bây giờ á, mà biết suy nghĩ, biết làm việc, phụ với chồng, lo cho con và lo cho gia đình, như vậy đối với em là quá tốt rồi. Chỉ con cái là hay nóng tánh, mỗi lần giận là cái nạt em. Rồi còn em? Ông nói nhiều lắm. Đi gì gặp đường cũng nói trơn á. Người ta vượt đèn đỏ cũng nói. Người ta ăn mặc sao đó, chứ là hơi lạ lạ xíu cũng nói. Rồi cái đứa nào mà chị nào nhộm tóc mà xanh quá, vàng quá cũng nói. Cái gì cũng nói hết trơn á. Nói chung ảnh hay nói nhiều lắm. Để ý nữa kỹ tính. Chỉ có cái là kỹ tính quá nhiều khi em cũng khó tính cho nên. Có khi nào mà em giận quá rồi không cho vô nhà rồi đuổi đi luôn? Đó. Là lần đó em đi về quê đám cưới gia đình. Đó là em xin đi á. Nói thẳng là xin vợ đi 2 ngày. Tại vì ở xa. Đó. Nhưng mà về đó vui quá, cái em ở thêm ngày nữa là 3 ngày. Về là mặt vợ em đóng gom, nên vợ em lấy cái bịch đen lớn như vậy nè, gom hết quần áo mền mùng gối của em á, bỏ vô cái bao đen bịch đen á. Cái nói anh xách đi, những cái gì mà của anh em bỏ ở đây hết rồi nè, anh lôi đi hết đi. Đúng rồi, lúc đó em nóng lắm, tại vì á lúc đó cũng mới cưới đầu nửa năm mà. Dạ lúc đó em cũng năn nỉ mà vợ không chịu nên em phải xuống nước. Cái em ấy xuống nước cũng không được nữa nên bây giờ em mới gằn lại. Bây giờ em kêu anh đi đúng không? Đúng. Đó. Dựng đồ trong đây là của anh hết đúng không? Đúng. Đó, bây giờ á anh đi là anh đem hết đồ của anh đi đúng không? Đó, cái vợ mới nói đúng, anh đi đi. Cái em lấy cái bao đem trút hết đồ ra. Em lấy cái bao em trùm vô người vợ em, em kéo đi. Em vác, em lôi em ẩm đi. Trời ơi. Cái lúc đó em mới bực mình, em nóng em đâu biết gì đâu, tự nhiên mình đang ngồi đó. Mình đang ngồi mình ấm mức lắm kìa. Cái ổng làm vậy mình tưởng đâu ổng tính đánh mình không. Ai ngờ đâu á. Cái anh im, cái không khí nó im điềm xuống hẳn. Cái vợ mới hỏi anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bôi em ra coi. Cái em mới nói thì anh kêu em kêu anh á là cái gì thuộc về anh á, anh lấy đi hết. Thì em là vợ của anh nên anh phải mang em đi. Trời. Sau đó hai chồng ôm nhau làm quà luôn rồi xong, ở tiếp không đi nữa. Ở tiếp. Dạ. Hay quá, dễ thương quá. Mai mốt vợ tôi mà đuổi tôi chắc tôi làm cái trò này nữa. Rồi bây giờ nè, em dạ. Mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em khó nhiều thứ lắm nhưng mà em thấy anh cũng ổn. Nhưng mà có cái đó là bớt nói nhiều lại. Nhiều khi nói qua em bực lắm. Tại danh vợ em hay là cầu toàn, giống như là em là phải hoàn hảo nhất. Rồi giờ tới em. Dạ. Mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em muốn á, bà vợ em thay đổi á, là bớt nóng, là khi mà hai chồng cự nhau á thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng. Nhưng là để không có chuyện gì xích mích lớn xảy ra. Tại vì khi mình nóng á thì mình sẽ không kiềm chế được lời nói. Thì mình nói những câu là buồn lòng nhau. Khi mà qua rồi á thì những cái buồn đó nó có thể là còn giữ trong lòng. Còn một cái của vợ em nữa, cứ nghĩ là chồng mình lúc nào cũng là số 1, lúc nào cũng là siêu nhân hay gì, cái gì cũng phải muốn hoàn hảo hết. Chứ em suy nghĩ trong đầu em là em hoàn hảo rồi, em tốt lắm rồi, cố gắng để tốt rồi. Vậy mà chồng em á, mà nếu như không đạt được cái gì đó thì em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Trường hợp của tụi em ở đây á thì là vợ của em mặc dù ít tuổi nhưng mà vợ của em có một cái chính kiến tương đối là đó là và một cái lập trường tương đối kiên định về những cái điều mà cổ suy nghĩ. Trong cái việc mà em đòi hỏi ở chồng em như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà phải đúng cách, hiểu ý chị không? Đừng để bạn chồng bị mất định hướng, xong bạn chồng làm mất hết những cái gì bạn chồng đã tạo ra. Tại vì sau này cái người chồng sẽ là cái người mà phải là trụ cột cho mình.
Mà nếu như bây giờ một lúc nào đó mình làm ảnh hết gai góc anh như là cái viên bi rồi là mình khó. Tại vì nó viên bi mà em để xuống đất thì nó lăn hoài, không biết chừng nào nó mới dừng. Chỉ khi nào nó có một cái gì chặn lại nó mới dừng thôi. Đúng nhưng mà phải đúng cách. Đó là cái mà chị khuyên bé. Đó, còn em cũng vậy. Thương vợ nhưng mà phải biết cách thương, đừng thương mù quáng. Sau này cũng giống như thương con vậy đó, hiểu không? Hai em quá trẻ đúng không chị? Quá đẹp luôn, tình yêu quá đẹp. Vợ em á, là cái tánh của vợ em á, là sau này vợ em thành đạt á, chứ không có đơn giản đâu. Một ngày nào đó sẽ chứng kiến người phụ nữ này sau này sẽ thành đạt và đây sẽ là một người đàn ông Mr. Perfect nha. Rồi, xin chào. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho mình ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son Hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. Quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Tới hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn 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 lại. À, nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á, rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Tính của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền. Dạ, đúng không? Bạn đúng không? Quá trời. Dạ, mà nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận được cả visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi, không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha, thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa, cua đi mày, được á, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình vậy đó. Rồi cái tưởng đâu không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin, cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trúng trại mình đi. Trúng trại. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồ Xuân Hương, mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái ba ly ông sợ ông đi tới, kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là thôi lên đây có hai mình thôi, quen anh đi.
Em mình thấy thật ra là tình trong như đã hoặc ngoài, còn e kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mộ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Ảnh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. À. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. À, em dạ, mới đồng ý lấy. Dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi coi. Mọi người có muốn coi chú rể anh quỳ. Nhiều bó hoa đi. Dạ, hả? Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy đó. Dạ quỳ vậy đó anh. À, tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp rồi thôi cho ngủ luôn đi. Ủa mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa. À, trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt rồi đi Đà Nẵng rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng 2 giường xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường không biết ứng chứng rồi gì dạ, ứng chứng rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua em mò qua sao em mò qua em biết không chứ là mở đầu là ngủ chung rồi sau từ từ mới tính ABCD tới dắp. À, từ A tới F. Ờ, đúng không? À. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen chúa luôn á. Dạ, tôi nhận. Mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu, chừng 2-3 ngày á, là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên, mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên, phải làm lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi, tiên trong, là con nào. Tại vì dạ. Trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không ạ? Dạ, em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái vậy cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile phone. Anh thử mà không bỏ dấu coi nó là sao. Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ổng chiều xong rồi ổng quay ngược lại, ổng nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Với lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi, kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ổng kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Mọi nghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đó em nghe. Thì hôm nay thì nói nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng muốn sai, phải sai mà là có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biếng đúng không? Dạ. Giống như bục vì hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo.
sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh, bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng. Sốc đúng không? Dạ sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn là em muốn, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thế thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Đừng có nói anh thay đổi. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cái tùng cái bách nữa. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vuông. Cảm ơn chị. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng xét ai từng. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày mới cho nhanh. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau, thì em á là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em á là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: ê, cầm giùm cái giỏ coi. Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ, xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng xét ai từng. Cái là... giỏ đó là chắc có chứa xét luôn á, xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh ảnh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: ê, cầm dùng cái giỏ coi, em qua đùng cái cho anh này em cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ ba lô.
Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô, chinh phục túc vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành không có ý đồ gì hết thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học. À, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ mà lại học đại học trường y nữa. Theo đuổi vợ em thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận ba máu sáu cơn lắc ào chút hết hết. Chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe hoặc ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, ảnh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì mà em sao? Lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn. Lúc mà em làm sao mà thì em á thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á thì tin nhắn nào đó của em đến á thì vợ em đều xóa hết, nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á, kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip yêu tin 1, 2, 3, 4 em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em là kêu là: "Ê, mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao và hai thằng kè Vi về không?" Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng rằng bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào vào đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản gì đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn luôn. Dòng ở dưới có mấy cái vô cộng nữa không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á ngồi mà ngoáy mũi ra không sao, không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: "Chồng ơi, màu gì vậy chồng?"
hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ không muốn làm thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm trên giường giật đùng 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 lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được một tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau búp. Ủa trên mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ trời. Có hai đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể là ủa sao đời chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn ảnh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Yeah. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn em chị. Hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với anh luôn lúc đó. Có lần em mệt quá anh, hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tự giới thiệu em là Mai Văn Huy, 29 tuổi, hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Dạ, em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai. Dạ em vợ của ảnh nên em về Đồng Nai ở luôn. Ừ. Hai chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu?
Dạ, lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể, còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả, ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ, mà ảnh cũng lịch sự lắm. Ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ, nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang một bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh màu bị lố hay sao? Không, uống chắc uống cao thủ á. Định nói đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly à, mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới dám qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà bao nhiêu thằng nó bu lại. Nó xin. Mày có cho không? Dạ, có cho. Bạn đi 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện kêu. Trời, là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Dạ, nói chung là em cũng tải Zalo về á. Có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Thế là em thấy cô này con quen. Thế là em mới gửi một cái sticker hello. Ai ngờ chắc đang on. Gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30 tháng 4 cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Cái là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi. Em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Là cố tình để em ôm chặt á. Có gì không? Dạ không. Không gì, thôi ông đừng chối ông ơi. Cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về. Cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu. Đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, đi yêu về. Nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đi đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình lỡ lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điên. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á. Cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là thôi cái kệ cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi. Thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi đừng để đó, để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bóp liền, trả liền, ngăn liền. Dạ, anh Huy trả. Xong rồi đó em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ anh này cũng có cái tốt, cũng có cảm lý tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh. Đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó, lúc mà chính thức yêu nhau đó là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau, trúng cái sinh nhật của em. Nghe là anh kêu thôi anh lên chơi, tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em. Cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên đó, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em, dạ say rồi. Cái em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa. Em lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi, mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Thế là em dìu lên phòng trọ mà trên lầu 2 lận. Có làm gì không? Dạ không. Em xem nó để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Thấy chưa, lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Thì em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya. Cái là anh chở em về phòng trọ. Cái anh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không? Cái lúc có, đó em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá. Quá lố ấy. Uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nản nản. Là bữa đó là ảnh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì ảnh hay kể là ảnh ở nhà anh nấu ăn, rồi ảnh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á,
cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với ảnh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau thì yêu xa mà một tháng thì gặp nhau có 2 lần. Cũng có nhiều lòng mình tuổi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Có khi nào ổng vậy không? Cứ chờ, ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh: anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu: ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người, cái là em sạc cho một trận. Em khóc sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn 1 năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp, rồi lén lén rủ nhau đi chụp hình cưới. Giả đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp đỡ tay rồi hình cưới có rồi đó, bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn? À, dạ. Rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn hả, đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say leo lên giường ngủ. Trời ơi, em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á, đêm tân hôn thảm hại lắm. Cũng trèo queo tới sáng luôn. Vậy đó hả? Rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm, bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại. Rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho, em mới cho lên ngủ. Tiếp đi. Rồi ảnh hả là ngủ bất chấp, ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ đâu mà ngủ tới làm vậy? Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa, nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt. Nấu ăn nè, rửa chén thì chịu. Nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi, không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá, anh hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có 2 vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay giặt thôi. Tay thôi có mấy... có con thì hãy mua máy giặt. Nghĩa là em bệnh ha em? Thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa cơ. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc không nghe, có những lúc cào cấu tôi thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ồ, lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực bực nói gì đó, bực bực là cấu nhéo không à. Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có coi, chảy máu luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vách chân vách cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy khó thở á. Mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Tự nhiên đang ngủ bỗng nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ ấy ạ. Mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ, thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là 2 kệ. Để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệm shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong Bin vẫn giữ mãi như bây giờ. Tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt. Nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì riêng rồi.
Trời ơi. Đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó. Đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu, hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nghe. Và mau chóng có em bé. Dạ, yeah, em cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn tụi em. Dạ. Yeah. Lúc đầu nhìn thấy Cao Cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, dạ. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó. Hey, Kuni. Hey, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng một tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy Cao Cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi, đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Rồi giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm vậy? Lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là mây đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại. Thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật. Rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học. Xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi. Nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe. Cái em không đi được.
Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn, không ngờ là đi trước. Yeah. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ. Bởi đúng thì rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật á, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui rồi. Đó, chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào vào cái đại hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình đó là vạch mặt nhau. Bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim, mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ, rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á, mỗi lần á, vợ đừng có mua rau lang, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu. Nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ, vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bả cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ, cứ tua đi tua lại. Dạ, với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á, chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha. Chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái lại ra. Trời ơi, ổng nhét ở chồng á. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét ở chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy dựng đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5:10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5:30 anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á, là em lúc ở bên Nhật á, là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, miết ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ rồi, em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi.
cái xong hay sao sao á, thời gian cái ổng mới chịu đi với em á. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn em. Rồi vậy thì bây giờ em có muốn mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi rồi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời. Làm biến nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không, chồng em có đẹp không, em có già không hay gì, ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok, hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em ha sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Em cảm ơn anh chị. Cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tám con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Bé nhặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khúc Thuận. Em tên là Tự, em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Thế là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đó. Từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi, em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ.
Ủa rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng, bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng đó mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con đó là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè, thế con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý câu này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ, ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm, mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Và mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mong nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Không. Quýnh qua quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một lần... tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của Tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có muốn, để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cũng được, cưới thôi em. Cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao?
Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong. Gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi hứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy, là em bé bình thường không sao. Nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm, cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có đó. Những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến lúc cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà mới sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bán mà, sống bán chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dưới lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới nhanh. Không kỳ cỏ. Tắm dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây, rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em nay thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại. Đó thường thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là. Chửi như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn, đấy không là khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được, nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy, mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu, mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mong là
là vợ thay đổi, mở lòng. Chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính, nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt, coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng, mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và hai đứa bà vợ nhé.